Hello, Thầm Vân. Hello, Hương Thời Gian. Hello, Kim Trần. Hello, Thành Công. Xin chào nha. Sao học trò của Kheo đã mất tiêu hết rồi. Oh. Sales group. Sales group. Ok, Hương Phạm. Hello Hương Phạm. Hương Phạm đang rảnh hả? Oh. I'm sorry, I cannot invite you to the camera. So, Kim Hồng thì bên kia rồi. Xin chào mọi người nhé. Khi chờ Trừng Phản chưa tới giờ, có sớm kêu lên sớm một chút. Chờ khoảng 5 phút đi nha. Vì kêu lên sớm một chút. Tuần rồi thì Kheo lên sớm vì cái giờ ở bên này. Hello Rose Nguyễn, mới thấy Rose Nguyễn ở bên Messenger hỏi nhưng mà Kheo không có access ra được, vì access ra sợ nó mất cái tín hiệu. Okay, so good that we got it together in this room. Mình tập hợp với nhau ở trong cái room này thì nó dễ quản lý hơn. Em nói với từng rồi đó thì cái giờ của giờ bên này mỗi năm á thì bắt đầu từ gần tới mùa hè đó thì nó sẽ thay đổi cái giờ. Ví dụ như từng rồi đó không nghe được hả, không nghe tiếng được hả? Ok, anh đang để cái coi nha. Để cái chỉnh cái volume lên. Ok, bây giờ có nghe rõ không, có nghe được rõ không? Rõ cho Kheo phải lấy cái, có nghe rõ thì cho Kheo cái tín hiệu nghe rõ nha. Từng rồi thì thời giờ nó đổi, tức là mỗi lần đó thì Kheo lên online 6 giờ, tức là 9 giờ bên Việt Nam. Thì từng rồi thì Kheo cũng quên cái ngày thay đổi giờ, thành ra cũng 6 giờ bên này Kheo lên, tức là chỉ mới có 5 giờ thôi, thành ra nó sớm một tiếng. Okay. That's why nó sớm một tiếng. Thành ra từng rồi không có thấy những học trò lên, chỉ có Nguyễn Ánh lên thôi. Đó là lý do sau này thì một thời cho chút đó thì Kheo đi ra ngoài đó thì mình chợt nhớ là giờ hôm nay nó thay đổi. Thì giờ bên Việt Nam thì không có bị thay đổi, nhưng bên này thì mỗi năm nó thay đổi 2 lần. Thì mùa hè nói nôm na là mình sẽ mất ngủ vào 1 tiếng buổi sáng, nhưng mà buổi chiều thì mình dư ra được 1 tiếng. Thì mình có nhiều thời gian buổi chiều hơn. Ok, so Kheo chờ khoảng 3 phút nữa. Bây giờ là bên Kheo là 3-4 phút gì thôi. Thành ra chờ thêm 3 phút nữa đi nha. Thì còn khoảng mấy người nữa thì Kheo bắt đầu cái bài giảng. So anyway, thank you everyone for part of my group, trong cái nhóm của Kheo. Yến Trần Yên, Trần Yên. Sorry nếu mà Kheo nói cái tên sai, việc nó không có cái dấu. Hello Lục Kim Vân, Lục Vân Kim hay Lục Kim Vân. So your first name is Kim, am I correct? Maybe Kheo đã wrong, không rành nói là Vân không. So just confirm your first name Kim and your last name is Lục, right? Okay, just confirm with Kheo nha. Hello Hương Phạm. Okay. Hello Hồng Vinh. Nếu các bạn ở trong cái group này thì cũng đã xem cái clip của Kheo post cái mục đích của cái group này. Các bạn nào mà interested in tìm tòi học hỏi thì là biết thêm một chút tiếng Anh cho cái cuộc sống của mình, cho cái công việc của mình đó, thì các bạn welcome to join with Kheo. Okay, so and I'm happy to do that. So hopefully more and more people can get involved in this group. So you can share whatever in English experience that you have in life or in your job. Okay. Okay. So
Bây giờ Kheo bắt đầu nha. Ok, so bây giờ Kheo phải quay cái camera qua bên kia nha. Ok, các bạn luôn luôn cho Kheo cái tín hiệu để Kheo biết là các bạn theo dõi nha. Bằng cái tay hay là whatever tín hiệu that you signal it on the screen so I know that you are following with me, ok? Kheo. Okay. So hôm nay mình học một cái bài, trước khi mình vô cái bài mới ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái bài của một học trò gửi qua để nộp bài homework. Thì Kheo sẽ dùng cái buổi thời gian đầu để mà correct làm sửa. Ok, so Kheo chỉ sửa theo cái bài viết của bạn. Ok, theo cái bài viết của bạn thôi nhé. Chứ không có phải là mình sửa theo cái văn vẽ cho nó hay. Ok, mình chỉ sửa theo cái cấu trúc câu cho nó nhẹ nhàng một chút, cho nó gọn gàng một chút thôi. Ok, so let's start. So today we will đầu tiên đó thì mình sẽ học là mình nghe cái bài đối thoại. We will listen to the conversation. Ok, so mình cũng nghe bài đối thoại như mọi lần để mình học nghe. And learn the basic ways to tell directions. Thì mình sẽ học cái cách căn bản để mình chỉ đường. Ví dụ như mình mời ai tới nhà của mình, hay là mình hỏi đường người ta đi tới đâu thì người ta chỉ cho mình. Thực ra những cái cách này thì cũng đơn giản thôi và cũng rất là thông dụng. Ok, again, mình listen to conversations, mình learn basic ways to tell the directions. Ok, so next, practice listening. Of course, usually we have 4 or 5 questions for listening. Mình có 4 hoặc là 5 câu để nghe. Ok, thì mình nghe, mình trả lời câu hỏi. Thì cái phần này các bạn ráng chủ động nghe và trả lời câu hỏi cho Kheo nha. Ví dụ như câu A, câu B, câu C, câu D, A, B, C, or D. Ok, and mình review, mình ôn lại cái cấu trúc there is, there are. Ok, có cái gì đó đâu, there is, there are. Ok, and homework, of course, at the end of the lesson always we have some homework for you to do, so it's just a little bit like push up for you so you practice more at home. Okay, so now the correcting part, are you ready? Cho Kheo cái tín hiệu nhé. Ready chưa? Okay, so cái bài này là một cái bài nói về cái thời tiết, tại vì tuần rồi mình học cái bài là về nói về thời tiết, the weather. So cái bài này là mình nói về cái thời tiết cái nơi mình ở. Okay, tell me about the weather in your area or in your country. So cái màu trắng á, cái chữ màu trắng là cái chữ của bạn viết. Ok, cái chữ màu đỏ, cái chữ I mean cái highlight màu đỏ, mà chữ trắng là cái chữ Kheo sửa lại. Ok, so now we start with the original, là cái bài của bạn viết. In Vietnam is a country having the tropical climate. Ok, so bạn viết là ở Việt Nam á, cái thời tiết hay cái khí hậu á là vùng nhiệt đới. In Vietnam is a country having tropical climate. Okay, so cái câu này á thì mình viết cũng đơn giản thôi, mình chỉ viết là Vietnam is a tropical country là được rồi ha. Okay, để theo qua trả lời cái bạn này cái nha. Okay, sorry các bạn. Ok, Kheo trả lời cho một số bạn đã confused là không biết Kheo livestream bên nào. Không, Kheo có thông báo ở trên đó là livestream ở bên group này. Ok, so again, thì cái câu mình nói theo tiếng Việt là In Vietnam is a country having the tropical climate. Thì mình chỉ nói câu đơn giản là Vietnam is a tropical country. So bạn có ok chưa? Các bạn mà Kheo đang sửa bài đó, cho Kheo tín hiệu nhé. Cái câu rất là đơn giản, mình chỉ viết một câu đơn giản như vậy thôi nhé. Ok, so we move next. Ok, chị Lan vô rồi chưa? Vô ở đâu? Chị Lan không có thấy. Ok, I live in the southern Vietnam. Câu kế bạn viết là I live in the southern Vietnam. Là câu này đúng, không gì mình thay đổi, không gì mình sai hết. Câu này chính xác ha. I live in the southern Vietnam. Ok, chào mọi người nha. Ok, thì tiếp tục.
Có không biết phản ánh lên chưa hay là chị Lan có vô trong cái group này không? Make sure you guys get in the right group, okay? However, at the past few years, I thought that having a major climate change. So các bạn biết là tuy nhiên những cái năm trước đây đó, tôi nghĩ rằng có một cái sự thay đổi khí hậu lớn, major là lớn, okay? Thì however, thì nếu mà mình dùng however thì mình phải có cái dấu phẩy phía sau đó, okay? The past few years, usually mình sẽ thường dùng là for the past few years. For the past few years là cho mấy năm về trước đây, mình nói chung chung mấy năm về trước đây. For the past, I'm sorry, for the past few years there was a major change in the weather or climate. Because mình kể lại là năm rồi, những cái năm trước đây thì mình phải dùng là thì quá khứ, có một sự thay đổi lớn về thời tiết, về khí hậu. Ok, so câu này mình sẽ viết như vậy. For the past few years, there was a major change in the weather or the climate. Ok, thì cái đó là mình sửa lại như vậy. Thì cái câu của mình nó sẽ trúng hơn, nó sẽ more, a little bit better. Hơn là mình dịch, mình viết nó dài dọc. Ok, so mình mở những cái từ vô từng cái cấu trúc câu thì nó sẽ ra. Ok, thì có một sự thay đổi, có cái gì thì mình học cái cấu trúc là there is, there are, there was, or there were. Ok, thì mình sẽ ôm ngày hôm nay mình sẽ cũng review cái cấu trúc này. Ok, alright, so we go next. Các bạn nếu mà kéo nó nhanh quá các bạn là slow me down, kéo kéo lại nha. Nhưng mà lúc nào cũng cho kèo biết, ok. Hello chị Lan có đó không? Cho kèo thấy tín hiệu của chị Lan có đó nha. Em gọi không ánh ánh nữa. It was increased extremely of weather conditions. The vibes was blistering. So ý của bạn nói là cái điều kiện thời tiết đó nó thay đổi một cách là extremely, cách là kinh khủng, một cách là dữ dội, kinh khủng, và đại khái là nó không có, nó quá bình thường, right? It was increased extremely. Now nếu bạn dùng chữ extremely này mà bạn dùng trạng từ đó effort, thì bạn dùng chữ extremely này it was extremely increased, nó sẽ hay hơn, yeah? Okay. Bên này mình nói như này, ý là mình nói là nó rất là nóng. Was blistering, rất là nóng, kinh khủng nóng. Ok, thì mình sẽ nói cái câu này đơn giản hơn một chút. The temperature was extremely high. It was blistering. Ok, nó rất là nóng quá trời nóng. Ok, sau cái câu thì nó gọn hơn nhé. Theo hiểu là khi mình mới tập viết á, mình khuynh hướng mình viết, mình dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh nhiều hơn là kinh hướng mình bỏ cái từ vựng vô cái cấu trúc câu. Nếu mình bỏ cái từ vựng mà mình nắm cái cấu trúc câu á thì nó cái câu của mình sẽ gọn hơn. Ok, nhưng mà you did a great job, try your best. Ok, next, you can feel it most clearly in the midday. Câu này đọc thì rất hiểu là tại vì bạn ấy nói là trời nóng kinh khủng nóng, ok, nóng kinh khủng nóng, thì bạn có thể cảm nhận được cái nóng đó vào ban trưa đó. Midday là giữa ngày, là ban trưa, ok. So mình sẽ, bởi vì mình đã kể lại năm rồi mà, nhớ không, mình kể lại là past few years, so mình không có thể dùng chữ can là present tense, là từ hiện tại, mình dùng ở hiện tại, ok. So nếu mình dùng quá khứ thì mình dùng chữ could. Ok, could. Thank you Nguyễn Ám. And I'm looking for chị Lan. She said that she in, I'm not sure she in here, in this group. You could. Ok, you could clearly feel the heat. The heat là hot, là nóng. Heat là cái danh từ của hot, tức là cái sự nóng. Ok, you could clearly feel the heat in the midday. Ok, so bạn ok không? Bạn Rose Nguyễn đó nhé, mình sửa lại như vậy. Okay.
Okay, so we move on. So people limited going out at noon. Ý bạn là chính vì cái nóng đó đó, chính vì cái heat đó nó cao quá cho nên ai cũng muốn ở trong nhà hoặc là giới hạn đi ra ngoài, mà không có muốn đi ra ngoài vì nóng quá. Thì mình sẽ chỉ so này á, khi mà mình dùng nói á, cái speaking á, thường mình dùng nó đầu câu nhiều, mình như oh so, các bạn cũng nghe theo hay nói chỉ so, ok so. So, nhưng mà mình dùng ở trong cái câu nói nhiều. Nhưng mà trong văn viết thì mình viết a little bit nó more formal, trang trọng hơn. Nó trang trọng hơn cái câu nói mình nói sao cũng được, ok. Nhưng mà văn viết thì thay vì mình nói chữ so, có nghĩa là vì thế, thì mình thay chữ so bằng chữ that was why. Đó là lý do tại sao. That was why. Most people try to avoid going out at noon. Tránh, ok, avoid going out. Sao động từ avoid này đó thì mình dùng một cái động từ thêm in. Tránh đi. Avoid going, đi đâu, đi ra ngoài, going out at noon. Thì cái câu của mình nó sẽ a little bit better. Okay. So again, that was why most people try to avoid going out at noon. Okay, sorry, I forgot the period right here. Phải có cái dấu chấm đây ha. Okay, so next, they don't want to have the sunlight exposure. Exposure, that mean là mình đi ra ngoài đó, mình ra ngoài là expose tức là mình theo không biết dịch tiếng Việt là gì. Ví dụ như sun exposure là mình không có da chạm vào cái nắng ở bên ngoài, nắng mình ra mình sẽ bị chảy da, nắng nám, ok. Exposure là mình tiếp xúc với nó, ok, mình tiếp xúc. Các bạn nào có cái từ tiếng Việt expose ở cho theo, expose là mình tiếp xúc với nó, tiếp xúc với cái ánh nắng mặt trời. Thì ý bạn nói là they don't want, nhưng mà again, bởi vì mình kể the past years, mình không dùng chữ don't được, right? Bây giờ don't want có nghĩa là tiếp xúc trực tiếp, thank you. They don't want tức là ở hiện tại rồi. Và mình nhớ khi các bạn viết ở trên là thì quá khứ, các bạn kể lại quá khứ, thì xuân cái bài của mình á, nó phải stick với cái thì quá khứ tại mình kể lại mà ha. They didn't, maybe bây giờ mình nói they didn't want, tức là cái, trước đây vài năm họ không có muốn ra ngoài để bị nắng, tiếp xúc với nắng bởi vì trời nóng. Nhưng mà biết đâu bây giờ ngay hiện tại mình trời nó không có nóng như cái lần đó, ok. So mình need to be clear on that. They did not want to have sun exposure, ok. So họ không có muốn tiếp xúc với trực tiếp với nắng vì cháy da hay là nám, ok. So bạn hiểu ha. So mình dùng là they did not, nhưng mà không dùng they don't or they do not, ok. Okay, continue. Or we can use sunlight exposure, that's fine. If you are, and then dot dot dot, you also will not like them. Ok, thì cái câu này theo cái ý hiểu đó là nếu bạn là họ, thấy không? Ý bạn nói là nếu bạn là họ, bạn cũng sẽ không có thích chúng. Kêu không có rõ, có nghĩa là ý là kêu hiểu là nếu bạn là họ thì bạn cũng không có đi ra ngoài và bạn không có muốn tiếp xúc với nắng, right? Đó là một trong hai cái mình hiểu. Nhưng câu này mình không để chấm chấm như vậy được. Thứ nhất là viết, khi mình viết mình viết thì mình không có để lẫn chấm chấm. Mình phải viết complete sentence, mình phải viết một cái câu nó hoàn chỉnh, nhưng mình không viết complete, ok. So we will say if you were again. Chữ are này không có để ở hiện tại được, mà mình phải để ở quá khứ vì mình kể the past few years, ok, the past few years. So mình sẽ nói if you were them, them meaning that những cái người đó, những cái người you would not like it either. Bạn cũng không thích cái điều đó, tức là bạn không thích exposed to cái sunlight, ok. Hay là mình dùng cái chữ neither thì mình dùng you would like it neither, tức là bạn không thích cái điều đó luôn, ok. So cái chữ them here, bạn viết chữ them here thì nó confused, nó biết them là con người hay them là cái gì, hay là cái gì.
Nhưng mà đây thì mình làm nó sẽ rõ hơn. If you were them, them này là con người, là những người đó, thì you would not like it either. Bạn cũng không thích you exposed to the sun, cái nắng mặt trời. Okay? So, one year in Vietnam, the climate has two seasons. Mỗi năm, ý bạn nói là mỗi năm ở Việt Nam có hai mùa. Và có hai mùa, ý bạn là như vậy. Thì again, có cái gì đó thì mình có cái gì đó. À, chứ, có một cái vật gì, có một cái gì thì mình dùng cấu trúc là there is hay là there are. Okay? Cái này tại sao mình dùng hiện tại được? Tại vì nó always, năm nào nó cũng vậy, nó không có quá khứ. À, cái này là một cái sự thật. Và cái sự thật thì mình dùng ở thì hiện tại. So there are two main seasons in Vietnam. Có hai mùa ở Việt Nam, đơn giản vậy thôi, có hai mùa ở Việt Nam. Còn nếu mình dịch one year in Vietnam là mình dịch, mình có từ vựng nhưng mình dịch theo cái tiếng Việt, mình không có dịch theo cấu trúc tiếng Anh. So bạn luôn ghi nhớ có cái gì ở đâu thì mình có cấu trúc rồi, mình lấy ra mình dùng nó. There is hay là there are. There is thì số nhiều, there is là số ít, I'm sorry, there are là số nhiều. Bởi vì hai mùa chính, main là chính, okay. So next, that is rain season and sunny season. Bạn viết đó là mùa mưa và mùa nắng. Now this one mình dùng thì hiện tại được, nhưng mà bởi vì có hai mùa thì mình không dùng được chữ is, mình phải dùng chữ are. Nhưng okay, mình không dùng chữ is, mình dùng chữ are. Ở đây mình, đây là bạn dùng là rain season, mà dưới này mình dùng là sunny season. So if here we use adjective sunny thì ở đây phải là rainy. Yeah, rainy, rainy season and sunny season. So mình nói câu này nó đúng hơn, nó đúng hơn là nhất là mình đổi động từ to be thành are. Nếu mà are thì mình phải dùng là they, tức là hai cái mùa đó là gì? They are rainy, tính từ, thêm y at the end, season and sunny season. Okay, alright, so we move next. I like my country, and how about you? Tôi yêu thích cái đất nước của tôi, bạn thì sao? I like my country, how about you? Okay, nhớ tới động từ to be, how about you? Okay, so far cái đọc lại những cái câu mà mình sửa nhé. Okay, cái chỉ đọc lại cái nguyên cái bài sửa thì bạn sẽ có, nếu mà bạn có thời gian thì sao bạn ghi chép lại. Sửa phần mình là Vietnam is a tropical country. I live in the south of Vietnam. For the past few years there was a major change in the weather or climate. The temperature was extremely high, as was blistering. You could clearly feel the heat in the midday. That was why most people tried to avoid going out at noon. They did not want to have sun exposure. If you were them, you would not like it either. Or we can say, if you were them, you would like it neither. On this one, Kel giải thích xem chữ N for chữ either, nó có nghĩa là not. Nếu mình dùng neither thì mình dùng khẳng định đây. Nếu mình dùng chữ either thì mình dùng phủ định. Okay. There are two main seasons in Vietnam. They are rainy season and sunny season. I like my country. How about you? Alright, so we got. So you did great on that exercise telling about the weather in your area or your country. So people read this one, they will understand a little bit about the weather in your country. So weather is something very interesting that people can start a conversation. Cái thời tiết là một cái chủ đề mà rất là thu hút và có thể bắt đầu một cái bài đối thoại rất là dễ dàng. Người ta lúc nào người ta cũng dùng cái weather để người ta discuss, rồi để người ta bắt chuyện làm quen với nhau. Okay. So now our lesson today. In this video, we will listen to the clip again about Anna. So Anna has her own apartment. She invites Ashley. Ashley là một cái người bạn của Anna. Ashley is visiting Anna. She calls
to find out how to go to Anna's apartment. Ashley learns about Anna's neighborhood. So Ashley đi tới thăm Anna, okay? Vì tới thăm thì Ashley phải gọi cho Anna hỏi cái đường đi đến nhà Anna như thế nào, đến cái chung cư của Anna ở như thế nào. Và Ashley học biết thêm về cái xóm, cái khu chung quanh chỗ Anna ở, okay? So now this time you just listen, okay? Focus on listening only. Ashley is coming over. I am showing her my new apartment. Oh, that's Ashley calling. Hi, Ashley. Hi, Anna. I am coming to your apartment. Where is your apartment? My apartment is near the Columbia Heights Metro. It is near the Columbia Heights Metro? Yes. Exit the Metro and turn right. Then at the bus station, turn left. Then walk straight ahead. Okay, exit Metro, turn right, turn left, then go straight ahead? Yes, my apartment is near a coffee shop. Okay, see you soon. Hi, Ashley. Hello, Anna. Which coffee shop? There are three coffee shops. Okay, so that is the first time you listen. So don't worry about if you get it or not. We will go to the listening skill so you will understand more about the conversation. So let's see, we can go straight there. For the before we jump to the listening, because this is typically about telling people the directions, và cái bài này á, nó chủ yếu là nó chỉ cho mình cái cách đi đi đến một cái nơi nào đó, thì mình chỉ có những cái basic way để mình nói. Ví dụ mình turn left, nếu các bạn dùng cái mũi trên đó, turn là mình quẹo, okay, mình quẹo, left là bên trái của mình, thì turn left là quẹo trái, okay. Nếu mà mình đi đường thì dĩ nhiên những cái bảng này nó đã visualize, nó đã help mình rồi, nó đã cho mình cái ý nghĩa của nó là gì. Nhưng khi mình nói, mình phải biết cái từ turn left là gì. Turn left là mình quẹo trái, okay. The other way, opposite way là turn right. Turn right là mình quẹo qua bên phải. Turn right, okay. Again, left, right. Turn left, turn right, okay. Quẹo trái, quẹo phải. Thì còn một cái cách nào nữa, mình đi thẳng, phải không? Mình đi thẳng là go straight ahead. Go straight ahead là mình đi thẳng, okay. Thì đi thẳng tới đường đó, ví dụ đi thẳng tới đường Trần, go straight ahead at Trần Hưng Đạo Avenue, turn left and then go for about 3 kilometers, turn right. Đó, thì mình chỉ biết turn left, turn right, go straight ahead là mình có thể chỉ đường người ta đi được rồi ha. Okay, this is the way that you some basic way. Turn left right here, turn right right here, go straight ahead. And this one mình thấy cái chữ A này đó, nó đại diện cho một cái nơi, ví dụ như cái nhà của mình chẳng hạn, hay là một cái store hay là một cái gì đó. Nhưng mà cái mũi tên này nó đi như vậy, có nghĩa là nó go past. Các bạn nhớ chữ past mà khi mình nói giờ không? 5 past 8, 8 giờ 5 đó, past là nó trôi qua. Tức go past là mình đã chạy lướt qua, mình đã chạy hớ đó. À, tiếng Việt mình gọi là mình chạy hớ rồi. Ví dụ nói, ô nhà bạn ở đâu, nhà tôi ngay cái góc đó, ô chứ cha là chạy hớ rồi. Go past, okay, go past là chạy hớ. Chạy lố, chạy hớ hay là chạy qua. Cross cái đường này, đây là cái đường của người ta mà mình đi từ bên đây qua bên kia, mình gọi là cross.
cross là mình băng qua, okay, cross, okay. Thì đây là những cái position, ví dụ cái chỗ này chữ A nó nằm ở cái này, nó gọi là at the corner là trong cái góc, at the corner of, okay. Ví dụ cái tên đường, cái ngã tư này là tên hai cái tên đường gì đó, tên đường A và tên đường B đi, thì mình nói the store is at the corner of A Street and B Street, okay. Ở cái góc đường đó, thấy chưa? Cái chỗ mình đang tìm là chữ B, cái địa điểm mình đang tìm là địa điểm B, thì địa điểm B này nó next to, mình đã học cái chữ next to already, right? Next to là bên cạnh, next to A. Ví dụ như mình sẽ nói the school is next to the police station, cái trường học thì nó nằm kế bên cái trạm cảnh sát, chẳng hạn. Còn cái này, cái đường nó nằm ở giữa này, cái điểm A nó nằm ở đây, cái điểm B là cái điểm mình cần đi tìm, nó nằm ở đây, thì mình sẽ nói là opposite. Opposite là đối diện. The store is opposite the cinema. Ví dụ như cái tiệm buôn bán đó, nó đối diện với cái rạp khác. Opposite, okay. Còn cái này, mình có 3 địa điểm mà mình đi tìm, là địa điểm mình là địa điểm chữ B, nó nằm giữa cái chữ A và chữ C, thì mình nói between. Ví dụ như mình nói nhà của tôi nằm ở giữa chợ Vườn Chuối và cái gì đó kế bên, chẳng hạn. Ví dụ như cái gì chợ Vườn Chuối và cái tiệm Phật Messi đi, mình nói my house is between Vườn Chuối Market and the pharmacy, thì người ta sẽ biết là nhà mình nằm giữa, ta tới thấy chợ Vườn Chuối, người ta tới cái chợ Vườn Chuối, người ta thấy có cái pharmacy, ta người ta thấy nhà mình giữa, ta biết. So again, you have turn left, turn right, go straight ahead, go past, cross, at the corner of, ở một cái góc nào đó, next to, kế bên, opposite, đối diện, and between, ở giữa. Ok, so mình học những cái đơn giản đó là mình biết chỉ đường rồi ha. Ai hỏi đường mình, ai hỏi nhà mình đâu, mình biết chỉ, hỏi bất cứ cái gì mình biết chỉ. Ok, so we move on. Are you ready? Listening. This is the important part. The first question from the conversation is what do you do? Hôm nay để Kheo nói một cái change ở trong cái format này là Kheo viết cái chữ nó to lên nha. Yeah, thì có một cô thì cô cũng góp ý kiến là cái chữ còn hơi nhỏ thì cô không có thấy rõ. Vì có những người lớn tuổi chút học nữa thì Kheo rất là appreciate những cái ý kiến đó để cho Kheo làm tốt hơn, thì các bạn cho Kheo biết bằng tín hiệu các bạn có thấy có rõ không? Cái chữ như vậy các bạn thấy có rõ không, cho Kheo cái tín hiệu. Dạ, yeah, thì Kheo sẽ thấy là nghĩ là nó better, nhưng như vậy cái background màu xanh và cái chữ màu trắng thì Kheo sẽ làm theo kiểu này nhé, cái style theo kiểu này thì nó rõ hơn, phải không? Ok, mọi người cho Kheo biết tín hiệu nhé. So what do you do after you exit the metro? Ok, bạn làm cái gì sau khi bạn exit là cái thoát ra đi ra khỏi mỗi trong mỗi cái phòng của mình á, mỗi cái chỗ mà public á, thì mình sẽ thấy người ta có cái bảng exit này. Exit là lối thoát nha, nhưng mà động từ của nó là mình thoát ra, mình đi ra khỏi cái metro là cái chỗ cái trạm xe điện ngầm, cái trạm xe điện ngầm. So bây giờ mình nghe cái câu trả lời nhé, mình go over câu trả lời. A, turn right after you exit. Turn right, thank you Hồng Vinh. Turn right after you exit là turn right là cái gì mình mới học, quẹo phải. After là sau khi, quẹo phải sau khi mà bạn đi ra khỏi cái metro. Ok, thank you Thanh Trúc. Quẹo phải sau khi bạn ra khỏi cái metro là khỏi cái metro là cái đường ngầm đó. Đây là cái cách người ta chỉ mình đi, mình gọi, mình hỏi lại đó. Ok, next, turn at the light. Câu B nó nói là quẹo ngay cái đèn, the light này tức là đèn xanh đèn đỏ của mình đó, the traffic light đó. Quẹo at cái đèn. Ok, so actually quẹo at cái đèn,
we don't know turn left or turn right. Họ chỉ nói chung chung turn at the light. Các bạn nghĩ là cái câu trả lời này nó có rõ không? Nó không rõ. Mình vèo vèo đâu. Nhưng mà đó là cái answer choice. Let's coi coi nó có nằm trong answer choice không. B. Turn and exit. Vèo. Rồi đi ra khỏi cái đó. Ra đâu không biết. Vèo rồi ra khỏi cái đó. Turn into the bus station. Vèo vô. Turn into là mình vèo vô. Quẹo vô cái trạm xe bus. Ok. So đó là cái hướng dẫn của Anna chỉ cho Ashley để tới nhà cô ấy. Bây giờ mình nghe nha. What do you do after you exit the metro? Exit the metro and turn right. What do you do after you exit the metro? Exit the metro and turn right. What do you do after you exit the metro? Exit the metro and turn right. Okay, so bạn, các bạn cho Kel câu trả lời A, B, C, or D. Để Kel vẽ lại câu A, B, C, or D nhé. A là turn right after you exit. That means exit the metro. B là turn at the light. Quẹo ở cái đèn. B là turn and exit. Quẹo và đi ra. Đi ra khỏi cái metro đó. D là turn into the bus station. Quẹo vô cái trạm xe bus. So, Kim Hồng là A. Okay, có ai có câu trả lời không? Vinh A. Okay, good. So, okay, I'll take hai người thôi nhé. Còn những bạn khác nếu mà có thay qua good, có câu trả lời, tôi mạnh dạn được câu trả lời để Kel biết là các bạn hiểu được cái bài nha. Okay, so the answer will be... What do you do after you exit the metro? Exit the metro and turn right. Exit the metro? What do you do after you exit the metro? Exit the metro and turn right. What do you do after you exit the metro? Exit the metro and turn right. Okay, so Anna say exit the metro and turn right, right? So what is that? A, right? So A is the correct answer. Good job. All right, so we move on. Next question will be, where do you turn? Where do you turn? Thank you, good job. Where do you turn? Bây giờ turn, bây giờ quẹo ở đâu? Where là ở đầu, nếu mình dịch where, động từ là turn. Well, where do you turn? Bây giờ bạn quẹo ở đâu? Okay, let's see the answer choices. A, turn off the light. Okay, so cái này nó có chữ turn, right? Turn là quẹo. Nó có chữ light là đèn, nhưng mà turn off này không có nghĩa là quẹo, mà turn off này có nghĩa là tắt. À, tắt, mình tắt công tắc điện đó. Turn off the light là tắt công tắc điện là, hay là tắt đèn. So mình khi mình nghe mình chú ý ha, người ta dụ mình đó, người ta cho mình nghe cái chữ turn nè, người ta cho mình nghe thấy cái chữ light, nghe chữ light cái mình nghĩ là quẹo nghe cái đèn, nhưng mà thật ra cái chữ off này mình không có để ý, thành ra mình sẽ bị nhầm, thành ra câu này chắc chắn là không phải câu đúng rồi. Người ta đang chỉ đường mà không ai nói turn off the light, đang chỉ đường người ta tới thì không có thể nào mà nói cái câu là tắt đèn được. Thành ra khi các bạn thi môn nghe đó, đây là một cái skill để như các bạn lọc bỏ đi cái câu này, nó không dính dáng gì tới cái bài nghe này hết á, phải không? Thành ra mình chắc chắn là không chọn câu A, thử có đúng không nha. B, make a right turn. Ok, thay vì mình nói là turn right cũng được, hoặc là mình nói make a right turn cũng được. Ok, nó bằng nghĩa là quẹo phải thôi. Hoặc nếu mà bạn nói turn left thì bạn có thể nói là make a left turn. Ok, lúc đó mình để cái chữ right hay chữ left nó nằm trước chữ turn, tại vì nó là tính từ. Ok, next. C, turn left at the light. Quẹo trái tại cái đèn giao thông. Quẹo trái, cái này rất là rõ ha. Các bạn chỉ đường người ta đó, nghe cái đèn giao thông, ok, tới đèn giao thông rồi phải không? Turn left at the light.
tới cái đèn đó là quẹo trái là người ta biết chính xác là con ta muốn đi đâu, càng đi đâu. D after the right, sau sau the right, sau cái bên phải. Cái này cũng không rõ nha, để xem như thế nào. Bây giờ mình nghe. Turn left at the light. Turn left at the light. Turn left at the light. Okay, so let's say, oh, thank you Kim Vang for the previous answer. Actually the B, A is the correct one. Okay. So let's go back. A là gì? A là turn off the light. Okay, again, theo con nghĩ đây là câu đúng. Câu B, make a right turn. Mình có nghe câu này không? Câu C, turn left at the light. Mình có nghe câu này không? D after the right. Mình có nghe câu này không? Okay, nghe again and give me the answer. Okay. Turn left at the light. Turn left at the light. Turn left at the light. C. Okay, Nguyễn Anh C. Thanh Trúc C. Okay, okay, I'll take hai người để coi câu trả lời là gì nhé. C, correct, good job, bravo. Nice, turn left at the light. Quẹo trái, ngay đường. Thì bây giờ mình học cái này là mình biết chỉ đường ha. Tới nhà tôi, tới cái đoạn đường đó, bạn turn left at the light, bạn turn right at the light, hay là bạn go straight. Okay, nhà tôi nó nằm ở cái corner đó, chẳng hạn. Dễ rồi ha, bây giờ là mình biết chỉ đường rồi đó. Now next question, where do you turn after the bus station? Where do you turn after the bus station? Là bạn quẹo ở đâu sau khi sau cái trạm xe bus đó, đi qua trạm xe bus đó rồi đó thì quẹo ở đâu nữa? Đó, đại khái có tiếng Việt mình dịch như vậy. Where do you turn after the bus station? Bây giờ mình tới đó mình gọi, hey, bây giờ quẹo đâu nữa? Đi qua trạm xe bus rồi nào, giờ quẹo đâu nữa? Okay, let's see the answer choices are exit the bus station là đi ra khỏi cái trạm xe bus and turn right và quẹo phải. Đó là câu A nha, nhớ nha. Exit the bus station and turn right. B, when you go into the bus station, khi mà bạn đi vào cái bến xe bus. Okay, là cái câu này mình thấy không đúng, là người ta hỏi là đi đâu, quẹo đâu nữa, đi đâu nữa khi mà ra khỏi cái trạm xe bus, mà cái này người ta chỉ là when you go into the bus station, thì đây là một cái câu mình có thể lọc được là không có đúng rồi đó nhé. Khi thi là mình sẽ có, mình có linh hoạt như vậy đó, mình phân tích cái câu là mình thấy ok, bỏ câu này không để ý tới câu này nữa. Pass the bus station and turn left. Câu này có thể pass là đi qua khỏi ha. Pass là cũng như là after vậy đó. Pass the bus station, đi qua khỏi xe bus, trạm xe bus và quẹo trái. Câu này có thể đúng. Lúc đó là mình phải quẹo trái. Next. Before you get to the bus station, trước khi bạn đi vào, đi đến cái trạm xe bus. Okay, trước khi bạn đi đến trạm xe bus. Bây giờ mình nghe nhé. Exit the bus station and turn right. Exit the bus station and turn right. Exit the bus station and turn right. Okay, let's go một lần nữa là mình sẽ trả lời nhé. A. Where? Exit the bus station and turn right. B. When you go into the bus station. C, pass the bus station and turn left. D, before you get to the bus station. So, Kheo Thế Thanh Trúc trả lời A, good job. Nguyễn Trị Kim Hồng, A. Okay, so two person answer already. So we move on and Hồng Vân, A. Hồng Vinh, I'm sorry, A. Kim Vân Lộc có câu trả lời không? Anh Nguyễn có câu trả lời không? Anh Nguyễn A, okay. I don't think Chi Lang is on the group right now, so she might
thì Lan có thể là bị confused, là không biết KLSREAM thế nào. Anyway, I don't know how can I help her. Anyway, continue. Exit the bus station and turn right. Exit the bus station and turn right. Exit the bus station and turn right. Okay, A is the correct answer, is the correct answer. Next one, then where do you go? Rồi sau đó đi đâu nữa? Then, tức là rồi sau đó, after. Thank you, Kim Vân. After đi đâu nữa? Okay. A, then you exit the coffee shop. Rồi sau đó làm gì? Sau đó bạn đi ra khỏi cái quầy bán cà phê, hay là cái shop bán cà phê, là cái tiệm bán cà phê. Sau đó đi ra khỏi cái tiệm bán cà phê. Stay out of the coffee shop. Câu này không có câu này là gì? Stay out of the coffee shop. Đừng có để ý cái tiệm cà phê đó. Là tức là cứ đi đi, đừng có để ý cái tiệm cà phê đó. Stay out. Stay out of là mình tránh ra khỏi cái đợt đó. Ví dụ như cái nồi nước sôi nằm đó, mình kêu con mình stay out of the boiling water. Okay. Đi ra khỏi, tránh ra khỏi cái nồi nước nóng đó. Stay out of là đi tránh khỏi cái điều đó. Tránh là đừng có để ý tới cái coffee shop đó, cái tiệm cà phê đó. Then you go to the coffee shop. Okay, so don't confuse nha. Coffee shop, còn cái này người ta nói là coffee. Coffee shop là cái tiệm in, cái tiệm mà copy đó. Okay, cái tiệm mà photocopy đó. Then you go to the coffee shop. Okay, and then you walk to the coffee shop. You walk là đi bộ tới cái coffee shop. Walk to the coffee shop. Đi bộ tới cái tiệm cà phê. Okay, listen. Oh, I'm sorry. I have the answer for you. Then walk to the coffee shop. Then walk to the coffee shop. Then walk to the coffee shop. Rồi, câu này là khó giải thích rồi ha. Bị mistake rồi, Kel, bị lộ rồi. And then D is the correct. Then walk to the coffee shop. Đi bộ tới cái tiệm cà phê đó. Okay, next. The last one. Where is Anna's apartment? Where is Anna's apartment? Anna's apartment ở đâu? A. It's in next to the department store. Nó tức là cái nhà của apartment của em nè đó. Nó next to là kế bên the department store. Department store là một cái cửa tiệm mà nó một cái dãy cửa tiệm mà bán nhiều hàng hóa. Cửa tiệm này là lớn, mình gọi là department store. Nó không phải là cái mall, nhưng trong cái department store này nó bán đủ loại thứ hết. Ok, mình gọi là department store. Mình dịch nôm na tiếng Việt là một cái gian hàng lớn. Gian hàng lớn hay là cửa tiệm lớn, cửa hàng lớn đó. Nó next to cái đó. B, it is on the corner by the department store. Nam mình để ý ha. Nó nằm ở cái góc kế bên. By là kế bên. Kế bên cửa tiệm, cái tiệm, cái gian hàng lớn đó. It is on the corner by the department store. Okay. Ví dụ mình nói nhà mình ở cái góc kế bên cái trạm xăng thì mình nói là it is on the corner by the gas station. Right? It is on the corner by the gas station. Ở cái trạm xăng, ở góc kế trạm xăng. C, it is across from the department store. Across là đối diện. Across from, cái này mình học rồi. Bài 1, bài 2 gì đó mình đã học rồi. Across from là đối diện cái gian hàng buôn bán lớn đó. And D, is it above the department store? Là nó nằm ở bên trên cái gian hàng lớn đó. Có thể là cái nhà lầu, có thể là nhà nhiều tầng, là department store nó nằm ở dưới. Thì cái apartment của em là nó nằm ở trên. Above là ở trên. Okay, so listen. It is across from the department store. It is across from the department store.
It is across from the department store. Ok, nghe rõ không? Bây giờ thử nha, quay lại nha. Một lần nữa kêu lùm lè cái lần này nha. Let's see. A, it is next to the department store. Okay. B, it is on the corner by the department store. On the corner by the department store. C, it is across from the department store. That's C and D. It is above the department store. Okay, your answer, A, B, C, or D. C, Kim Hầm, Thùy Dương, C, Thanh Trúc, C, right? Anyone else? Có ai nữa không? Có vẻ là đúng nha, có vẻ là ai chọn có C hết, let's see. It is across from the department store. C, Nguyễn Anh C, okay. It is across from the department store. It is across from the department store. Okay, I think you get the right answer. It is across the department store. Okay, so that is about, I think one more. What does Ashley ask about the coffee shop? What does Ashley ask about the coffee shop? Ashley hỏi cái gì về cái tiệm cà phê đó? Okay, listen. A. She does not see a coffee shop. She có nghĩa là Ashley đó. Ashley không có thấy cái tiệm cà phê nào hết á. Thank you, Kim Văn Lục. Next. Ashley sees three coffee shops. Ashley thấy ba cái tiệm cà phê đó. Ở bây giờ nói coffee shop. Bây giờ tiệm cà phê nào? Thấy có ba cái đó. Làm sao biết? Ok. Mình phải hỏi thêm nữa ha. There are no coffee shops on the street. Không có tiệm cà phê nào hết á. Ở trên đường này không có tiệm cà phê nào hết á. Ví dụ có ai hỏi bạn, tới gặp bạn ở tiệm này có cà phê, ở cái đường này có cà phê, mình có thể nói câu này: There are no coffee shops on this street. Or no coffee shops on the street. Thì đó, mình đã biết câu trả lời rồi đó ha. Đó là mình, khi bắt bạn học tiếng Anh, các bạn áp dụng những cái này vô liền trong cuộc sống của mình. Không có người hỏi mình thì tự mình hỏi mình trả lời. Ủa tiệm này có quán cà phê nào không? Thì mình dùng cái tiếng Anh mình: There are no coffee shops on the street. Hay là ở đây có cái chợ nào không, mình xin nói là there are no markets on the street. Là mình đó, mình cứ áp dụng vô, mình cứ dịch vô, mình cứ nói như vậy đó, thì tiếng Anh của mình sẽ better and better. D, she will meet Anna in the coffee shop. D là cô ấy sẽ gặp, meet là gặp Anna ở cái tiệm cà phê. Okay, so let's listen. Hi, Ashley. Hello, Anna. Which coffee shop? There are three coffee shops. Hi, Ashley. Hello, Anna. Which coffee shop? There are three coffee shops. Hi, Ashley. Hello, Anna. Which coffee shop? There are three coffee shops. Okay, so let's go back and see one more time. A. She does not see a coffee shop. Okay. B. Ashley sees three coffee shops. C. There are no coffee shops on the street. D. She will meet Anna in the coffee shop. So which one? So I see. Start from Nguyễn Ánh. From B. Là Thanh Trúc. B. Trần Thị Dương. B. Nguyễn Thị Kim Hồng, B, Trần Thị Dương là học trò mới hả? Welcome nhé, tên trước của học trò mới hả? Welcome, Kim Hồng, B, ok, so we have 3 B's, who else? Ai nữa? Nguyễn Ánh, B, ok, so let's see if you get right. Hi, Ashley, hello, Anna, which coffee shop? There are 3 coffee shops. Hi, Ashley. Hello, Anna. Which coffee shop? There are 3 coffee shops. Hi, Ashley. Hello, Anna. Which coffee shop? There are 3 coffee shops.
All right, so you said that there are three, which coffee shop, which có nghĩa là cái nào, which là sự chọn lựa cái nào, có nhiều hơn một cái mình nói which. Chị Lan, hello chị Lan, hello chị Dương. Okay, chị Lan vô đây được rồi hả, good. So which coffee shop, I see three coffee shop, right? The answer will be B. Okay, có ba. Okay, so that's it the part of, thank you, yes, B is the correct one, okay, so now we move to the next one. So you guys did great job in listening today. So I am happy that your listening skill getting better and better. So keep up your practice, okay? So I hope that the letter you can see it better. Thì hy vọng là cái chữ các bạn thấy rõ hơn, to hơn. Thì Kêu cũng cố gắng làm cho tốt để cho các bạn học, để cho không có bị nó nhỏ quá mình không thấy. Okay, so I'll try my best and make it better every day. Mỗi lần làm thì Kêu thấy cái gì cần phải tiến bộ, cần phải sửa chữa thì Kêu sẽ làm. So I'm happy with the slide today too. Nó rất là rõ. Okay, so next. Mình học từ vựng ahead. Ahead là adverb, it's an adverb. Nó là cái trạng từ, có nghĩa là phía trước. Ahead means to or towards the place where someone is going. Là phía trước, okay? Ahead, the future. Ví dụ mình nói go straight ahead. Cái head là cái đầu của mình đó. Go straight ahead là đi về phía trước. Okay. Bus. Bus. Of course you know bus. Bus là xe buýt. Tiếng Việt mình đọc là xe buýt. Nó đọc cái chữ tờ sao phải không? Mình đọc tiếng Việt nó đọc cái chữ tờ xe buýt. Xe buýt. Xe bus. Xe buýt. Okay. So cái chữ mà nó nằm trong cái ngoặc này đó là cái cách mình đọc nó ha. Bus with an S. No, this is a noun. This is a noun because not a thing. Nó là một cái vật thì nó là noun. Okay. Coffee shop. Okay, so we have coffee. Coffee shop, we can đọc this one. Coffee or coffee. And shop, it's just the same. Tiệm cà phê hay là quán cà phê. Okay, we got coffee shop. It's a noun. Department store. Department store là một cái cửa hàng lớn, cửa hàng tạp hóa đó. Nó giống như tiếng Việt mình dịch là cửa hàng tổng hợp hay tạp hóa gì đó ha. Là một cái cửa hàng nó bán nhiều thứ, đó quần áo, đồ gia dụng trong nhà, đủ thứ hết ha. Nhưng nó không phải là một cái trung tâm mua bán lớn, nó chỉ là một cái tiệm lớn thôi. Exit. Cái này mình có hai cách đọc, mình đọc là exit, zit, hay là mình đọc là exit, okay. Lối thoát, danh từ là động từ là thoát ra, danh từ là lối thoát, lối thoát, yeah. Exit, cái này mình gặp thường lắm ha, gặp rất là thường. Left là located on the same side of your body as your heart, là cái phần mà nó nằm ở trong cơ thể của mình, mình nằm phía cái trái tim của mình đó, là left side, hello chung left. It's an adjective, right? So if you say turn left, turn right, but if you say make a left turn, so left phải nằm trước turn, turn là danh từ. Okay, the other side is right. Located on the side of your body that is away from your heart. So away from your heart là nó nằm bên kia, là bên phải. Right. Cái chữ right này có nghĩa là đúng sai nữa. Right là đúng. You are right. Bạn đúng. Okay. Đúng sai. Hay là bên phải. Station. Station thì mình dùng cho một cái place where buses or trains etc. regularly stop so that passengers can get on and off. Ví dụ như là một cái trạm mà xe bus hay là xe train, là xe điện nó dừng lại rất là thường để cho người khách đi lên xuống, tức là cái trạm, station, trạm mình gọi là bus station hay là train station là trạm xe train là xe gì quên rồi, xe lửa. Okay. Straight là thẳng tới, tức là go in straight or direct way là straight. Ví dụ có một cái người nào họ đi mà tới thẳng mình là họ go straight
torque you, okay? Gì cười chứ? Then, it's an adverb. Then, it means after that. Then, after that. Then có nghĩa là indicate what happened and happens next. Nó muốn nói một cái xảy ra rồi, rồi sau đó là gì nữa, sau đó là gì nữa. Then, sau đó, rồi sau đó làm gì? Then, làm gì nữa? Okay. John, why are you laughing? Oh, okay. Sorry. Walk là mình đi bộ, ok, không chứ phải chứ quẹo đâu nha, ok, bỏ lộn từ rồi. Walk là đi bộ, quẹo là turn. Walk là đi bộ. Walk là đi bộ, ok. So mình có across là các bạn nhớ chữ cross là băng qua ha. Thì mỗi cái traffic light nó có một cái lane để cho cái người đi bộ băng qua, thì mình gọi là crosswalk. Crosswalk là đi bộ, đường đi bộ đi qua, okay. Alright, so that's also about the vocabularies or vocab. Okay, so now we just review this one. This one you learn already. The structures is there is or there are. Có cái gì đó đâu. We use there is or there are to say that something exists or something exists. Có cái gì đó nó tồn tại. For example, there is là one thing. Thì mình nói có. Cái này thì mình chỉ cho một vật hay là một số ít thôi. Ví dụ, there is a book là chỉ một cuốn sách. Or there is an apple, một cái trái táo. Right, so we say có cái gì đó đâu. There is a book on the table, ở trên cái bàn. There is an apple on the table. Okay, another way, another one, there are. There are là số nhiều là two things plus two plus, tức là more than one, two, three, four, five, etc. Two, three. So there are two books, or there are apples. Nếu mình dùng chung chung, mình không có muốn nói số lượng mà mình dùng cái plural với chữ s đó, or chữ s or es after the noun, thì mình ngầm nói người ta đó là more than one, nhiều hơn. Okay, so there are two books on the table. There are apples on the table. So that's easy. We learn already. Remember the homework and correct for you guys. Make sure dùng cái cấu trúc câu này. Cái cấu trúc câu này rất là phổ biến nha. Okay. So a negative form ở thể phủ định là mình nói không phải, không có thì mình change to not. Sao cái động từ to be là is rồi. There isn't or there is not. Okay. And nếu mà mình muốn nói mạnh hơn thì mình dùng chữ any nữa. There isn't any. Không có bất cứ một cái gì hết. There isn't any book on the table. Không có cuốn sách nào ở trên bàn hết á. There isn't any book on the table. Nếu mình dùng any rồi mình không có dùng chữ nhé. Hoặc là mình nói there isn't any apple on the table. Không có cái trái táo nào trên bàn á. Nói cái gì vậy? Không có trái táo nào hết. Okay. So again, the end. Aren't here có nghĩa là are not. Okay. There aren't two books on the table. Ở trên bàn không có hai cuốn sách. Okay. Thì mình dịch là mình dịch vậy cho nó xuôi. Okay. There aren't any apples on the table. Không có cuốn sách, không có trái táo nào trên bàn hết. Đó là thể negative. Negative là phủ định. Okay. Thì mình chỉ thêm not so to be thôi. Now asking question, nếu mình ask it because we have to be, so we just move is or are in front. Is there any book on the table? Is there an apple on the table? Okay. Are there two books on the table? Or are there any apples on the table? Cái này vì cái đi nhanh vì các bạn đã học rồi nhé. Học rồi, học từ bài số 2, số 3 gì đó thì các em không nhớ rõ. Okay, so the answer, the short way is that yes, there is or no, there isn't. Okay, is it? Okay, so now the practice cái này thì dịch sang tiếng Anh. Okay, câu 1. Có một trường học bên cạnh công viên. Theo cho các bạn 1 phút để dịch. Có một trường học bên cạnh công viên. Tất cả những cái này mình đã học từ dựng hết rồi. Có là dĩ nhiên mà cái cấu trúc câu mình có cái gì đó. Ở đâu thì mình đã học là there is, there are. Okay. Trường học mình biết rồi, bên cạnh mình biết rồi, công viên mình biết rồi. Go ahead. Ok, so các bạn go ahead, tức là ok, làm đi nhé.
hôm nay Kel sẽ pass on out 10 minutes nha, tại vì mình chờ một số số bạn đó thì mình sẽ được em chung được, ok. Yeah, ok, no, không có nói bậy, không có nói dịch, quên, xém nữa okay, bị vụ dịch rồi. Ok, dịch qua, dịch ra, ok, một phút, Kel sẽ lấy một câu, nếu bạn nào gửi câu đầu tiên, ok, thì Kel sẽ nhận cái câu đó. Rồi các em move on to the next one. I think I have seven sentences to be translated. There is a school next to the park. Trần Thị Dương, Kim Hồng. There's a school next to the park. Good job. Ok, so hai câu rồi, ok. Very good. Nhưng mà đi coi có đúng không các đã nha. Oh, where? Hold on. How come this one? Để kêu tao cái này so nó bị vậy. Oh yeah, it's right. Ok. Bây giờ nó bự quá đi xuống. Ok, câu của Kel và câu các bạn có giống không? There is. Bởi vì mà sao mình quyết định được there is? Bởi vì có mà câu tiếng Việt bởi vì quên rồi. Có một trường hợp, right? Có một trường hợp, bởi vì một là số ít thì mình quyết định mình dùng là there is. Okay. A school. Okay. A school. I'm lost point. Là sao Nguyễn Thị Hồng, Kim Hồng. There is a school around Nguyễn. What do you mean? I'm lost point. There is a school next to the park. Okay, ai còn cũng đúng hết rồi. Yeah. What do you mean by I'm lost point? Kim Hồng nói cái đó là nghĩa gì? Bị mất điểm hả? Điểm gì? Okay, so good job. Next sentence. Tất cả học sinh đã về nhà. Không có bất cứ học sinh nào trong lớp. Ok, so bạn cho ông dịch luôn câu này nhé. Tất cả học sinh đã về nhà. Ok, trong đây là có two sentences. The first sentence is tất cả học sinh đã về nhà là một câu. Không có bất cứ học sinh nào trong lớp là hai câu. Cái câu này là mình biết từ dựng hết rồi. Now the reason Kel muốn các bạn tập dịch đó, để cho các bạn nhanh, phản xạ nhanh. Các bạn chuyển từ cái câu tiếng Việt qua câu tiếng Anh, nó viết như vậy để cho nó nhanh. Vì các bạn áp dụng được cái mẫu câu, các bạn bỏ vô, các bạn làm bum 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 bum. Nó nhanh thì khi các bạn nói đó, các bạn khi bạn nói đó, các bạn cũng sẽ được nhạy, được cái nhạy bén. Ok, ok. Em mới học bữa đầu hả chồng? Ok, sao? Alright, so có ai có câu này không? Vì câu này là hai câu, cho nên là Kel cho a little bit more time. Ok. Bây giờ mình mới học thì mình tập dịch. Ok, mình nhìn cái câu tiếng Việt đó, nhưng mà trong đầu mình không có nhìn cái từ. Mình đừng có nhìn những cái từ mà mình nhìn cái cấu trúc liền trong cái câu. Ok. Trong cái câu mình thấy tiếng Việt như vậy là trong đầu mình phải biết cái cấu trúc nào mình dùng là mình ok. Khi mình biết cấu trúc rồi thì mình học no problem, mình chỉ bỏ cái từ mình biết câu thôi. Thì cái câu này, cái cấu trúc là there is thôi, there is thôi, there is or there are, or there isn't or there aren't. Vậy thôi. Rồi, bỏ vô. Tất cả là gì? Học sinh là gì? Đã về nhà là gì? Ok, mình biết hết. Những cái từ gì mình biết hết. Ok, hôm nay all students came back home. They are not any student in the school. Ok, so bạn Thị Dương đã có câu dịch. Ok, Trung Nguyễn. Alright, so có một câu rồi, Kel move nha. Ok, bạn Thị Dương, good job Thị Dương, try. Tất cả học sinh là all student. Đấy. Came back home. Yes, you're right, came back home or went home. Bởi vì mình ở quá khứ. Mình ở quá khứ, right? Mình ở, đã về nhà thì went home hay là come back home or came back home, right? Bởi vì bạn dùng rất là đúng. Không có là bạn dùng là they're not, thì Dương dùng là they're not, thì Dương thiếu they're not là there is not hay là they are not. Ok.
thì đây là học sinh số nhiều nhá. Bây giờ mình nói tất cả học sinh là số nhiều mà, thì students nó phải ở số nhiều, thì mình sẽ nói là all the students went home hay là came back home. Ok, điều đúng. There aren't or there are not any students in the classroom. Bạn dịch là, thì Dương dịch là in the school, thì nó cũng nó cái cấu trúc cái câu trống, nhưng mà cái nghĩa thì không đúng, tại vì đây mình nói là classroom là lớp học. Ok, so mình nói lại all the students went home, there aren't any students in the classroom. Ok, got that, thank you to you. Next, có 50 tiểu bang trong nước Mỹ. Ok, có 50 tiểu bang trong nước Mỹ. Câu này dễ ha, câu này câu ngắn. 50 tiểu bang trong nước Mỹ. Có ai có câu trả câu dịch chưa? Có 50 chữ bang trong nước Mỹ. Ok, các bạn tập nha. Các bạn cứ tập có bao nhiêu từ mình viết rồi, viết sai cũng được, chứ không trúng cũng không sao hết. Nhưng mà mình tập, mình phải tập cho nó thành cái phản xạ. There are 50 states in America. Ok, thì các bạn Thùy Dương viết nhớ bỏ dấu chấm phía sau nha. Vì mình hết cái câu, mình tập thành cái thói quen, mình có dấu chấm period at the end of the sentence. Okay, so one already, so we move on. There are 50 states in the United States or in America. That's okay. So you get right. Good job. Alright, we move on. Các bạn khác có nghe kịp không? Câu số 4 là Kim Mom, there are 50 states in America. Good job, you guys. Có bất cứ tin nhắn nào của tôi không? Cái câu này là mình hỏi rất là nhiều ha. Ví dụ như boss, mình là một cái người assistant hay là một cái người clerk, là một cái người làm ở office, trước cái mình là cái người phụ tá của giám đốc hay gì đó, giám đốc về có cái tin nhắn nào không vậy, có ai nhắn cái gì không, hoặc là mình về nhà mẹ mình, cha mẹ mình nói cha ba mẹ có tin nhắn gì không, là mình hỏi tất cả mọi người. Câu này là mình rất là thường dùng, có bất cứ tin nhắn nào của tôi không, cho tôi không. Hay là em có tin nhắn nào không, anh có tin nhắn nào không, mẹ có tin nhắn nào không, con có tin nhắn nào không, cha có tin nhắn nào không. Ok, go ahead. Các bạn go ahead dịch nha. Chị Lan đau, không thấy dịch qua. Is there any message for me? Is there any message for me? Okay. So, let's move on. The question is there any message for me? Correct. Nhưng mà cái chữ there của Thùy Dương được viết cho hoa chữ T, vì mình we don't write uppercase inside the sentence. Mình không có viết chữ hoa trong câu, mình viết cho hoa đầu câu. Yeah. Là theo correct cái đó, theo sửa đó, bởi vì nếu như Thùy Dương có đi thi môn viết đó, có thể những cái lỗi nhỏ thì mình viết một cái câu mình hoàn toàn đúng, mà chỉ có một cái lỗi nhỏ gì mà mình bị mất điểm thì rất là tiếc nha. Cho nên mình để ý cái đó. Ok, nhưng mà câu của Thùy Dương là hoàn toàn đúng nha. Is there any message for me? Câu kế, tại sao có nhiều xe trong bãi đậu xe? Tại sao có nhiều xe trong bãi đậu xe? Mình biết rồi, câu này là câu gì? Là câu hỏi, nhưng mà không phải bắt đầu bằng there, is there, so are there, mà bắt đầu bằng chữ hỏi. The question word là cái gì? Question word trong cái câu này là chữ gì? Là chữ why, là tại sao. Ok, so mình biết câu từ để hỏi là why, mình biết câu cấu trúc câu, mình biết từ vựng rồi, thì mình sẽ đặt câu nào? Các bạn go ahead đặt. Mình còn chừng khoảng 2-3 câu nữa thôi là mình sẽ xong, 2 câu nữa là mình sẽ xong nhé.
Okay, có ai có câu trả lời cho Kheo chưa? Is there any message for me? This one là cũ rồi phải không? Có mới chưa phải không? The Kheo đang go back and see cái comment nha. Hello mọi người, vô sao nha. Chưa ai có câu trả lời hả? Ok. Tại sao có nhiều xe đậu trong bãi? Ok, vậy kêu move nha, move on nha. Why? Tại sao? Có nhiều xe, chỉ như là số nhiều thì mình dùng are there. Right? So, why are there? Có nhiều quá là chữ so. Okay. Why are there so many cars in the parking lot? Hay là in the parking lot thì nó đúng hơn. Okay. So Thùy Dương, why so many cars? Thì Thùy Dương thiếu cái chữ chính là why are there. Thùy Dương thiếu cái chữ này. Why are there so many cars in the parking lot? Okay. Thùy Dương thiếu cái chữ chính đó. Next. Câu 6. Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới? Thì mình biết quốc gia là gì? Là nước đó, là country, right? Mà mình hỏi trên thế giới thì chắc chắn cái country nó phải số nhiều, chỉ có nhiều nước chứ không thể nào trên thế giới có một country. Thì mình biết dùng là there, are there hay là is there rồi, right? Quốc gia là gì mình biết, thế giới là gì mình đã học rồi. Ok, so bạn nào có thì send qua cho Kheo nhé. How many countries in the world? Thì Dương dịch how many countries in the world? How many countries in the world? Ok, cái chữ DA của Kheo mất tiêu rồi. Mình sẽ dịch là how many countries, good job, right, countries in full or fourth correctly. Are there, đừng có quên là are there. Có mà, có bao nhiêu. Cái chữ how many tức nghĩa là bao nhiêu thôi, nó không có nghĩa là có. How many là bao nhiêu. So mình nói có bao nhiêu thì mình sẽ nói là how many cái gì đó, how many countries, có cái gì đó, bao nhiêu. Are there in the world, okay? So mình sẽ nói là how many countries are there in the world, okay? So thì Dương chú ý cái đó ha. Okay, I think this is the last one. Có một phụ nữ trong bức tranh. Okay, có một phụ nữ trong bức tranh. Câu thứ hai, bà ta đang mỉm cười. Bà ta đang mỉm cười. Có một phụ nữ trong bức tranh. Bà ta đang mỉm cười. Ok, đó mình phải dịch như vậy đó, mình mới thấy mình thiếu cái gì, mình sai cái gì và mình cần để ý cái gì nhé. Thì mình sẽ làm tốt hơn và mình sẽ nhớ. Ok, chỉnh cái này là chỉnh đúng. Có một phụ nữ trong bức tranh. Ok, bà ta đang mỉm cười. Thì sao cái bài này thì Kheo hy vọng là các bạn thấy mà có chữ có gì đó ở đâu là các bạn nghĩ trong đầu liền cho Kheo. There is, there are, there là mình biết đã câu liền. Vậy thôi, đơn rất là đơn giản. Có một phụ nữ trong bức tranh. Bức tranh là picture, right? Bức tranh là picture. There is a woman on picture. She is smiling. Okay, Kim Hồng có rồi. So let's move on. There is a woman. Kim Hồng dịch là Women đó là số nhiều. Nếu mà chữ W-O-M-E-N đó, nó sẽ là số nhiều của chữ woman, right? So nếu mình nói there is thì mình không dùng chữ woman, women là phải là there are, okay? In the picture, ở trong là in the picture. In the picture mình dùng giới từ là in, okay? There is a woman in the picture. She is smiling. Okay, thì you get right. She is smiling.
chú Hàm, Kim Hàm, Rose Nguyễn, chú ý cái chữ woman thôi, rất nhiều cái thôi, ok. Ok, so how, now this is your homework. How do you tell someone how to find your school or where you work? Then go ahead, try and writing the directions to one of these places. So các bạn ở nhà, các bạn có thể chọn là các bạn chỉ cho viết cho Kheo cái đường tới trường học, chỗ làm hay là bất cứ những cái nơi nào các bạn muốn viết. Ok, so ví dụ như Kheo nói từ cái đường đó, từ cái chợ đó tới nhà tôi là bạn chạy thẳng khoảng một cây số thì bạn gặp cái đường you will meet ví dụ như đường Lê Thánh Tôn Street. Then at light at cái traffic đó traffic light đó turn left at the light, okay. Rồi cái cũng chế vòng vòng go straight and then you turn right gì đó cái đâu đó and my house or my place at the corner by cái gì đó, okay. Đại khái các bạn make up một cái chỗ không phải cần chỉ kêu trúng chỗ đâu thì không có đi tới đâu không có lo, okay. So again, how do you tell someone how to find your school, where you work, blah blah blah, etc. Try writing directions to one of these places, okay? And I think and that's it for today. And let's see, we learn the structure sentence, or we review the structure sentence in another word. There are, okay, and you also learn some basic way to tell the direction and to show somebody to get to somewhere. And also that you know, you listen to the directions, so you know when you get lost, you can ask somebody, okay, where is the post office? Where can I get to the post office, to the school library or something like that? And then, I hope you like the lesson today, and I like it because the word that I type is a little bit bigger, and I hope that you all can see that very clearly. And and thank you very much for one of the audience and the students that give me that input and make my lesson plan a little bit more you know, interesting by being able to read all the words. So I understand, because when you watch the live stream, go through from the screen, and I don't have my professional camera, things like that, like the YouTuber, because I'm not that YouTuber. So I just use my cell phone to record it from this live stream, and then the screen is very small. This morning, actually, I tried to figure out using the iPad from, I will borrow it from my kids anyway, so. But unfortunately, it didn't get charged enough, and also when I log in, it didn't show me the camera. So I am not a technology, you know, I'm very behind technology. So that I learn, like if I don't know, I learn, but I'm not really into a technology. So I just use what I have, and I'm happy with what I have. But I always take your input, whatever you recommend me, you suggest, please. Put on the comment box below and let me know. The sound is not very clear. I cannot hear clearly, so I can make it a little bit better for you. But I think I try my best, because always, this is still early in the morning and this is Sunday here. So I try to avoid waking my kids up because they are next door. Okay, so hopefully you understand about that. And then okay, so again. Thank you for being in my group, and then I will post this on my group, and also I will transfer it to the YouTube channel so you can watch from there, because I will delete it. The next thing to do is I will watch it again if I have time. If you have any question, don't hesitate. Đừng có ngại ha. Don't hesitate. And type whatever you ask me. I will follow up with you as soon as possible. And I will share more clip for, I did share the clip for lesson 11, telling time. I will share the clip for lesson 12, blah, 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 to lesson 20.
then we will do the final test on those lessons, okay? So I will let you go and have a wonderful, peaceful night of sleep, okay? Then I will see you next week at this time, and hopefully everybody will be gathering together in this room, not in the Facebook, normal, regular Facebook, because I chose this room, so we are in here. And I don't want to mismatch with any other advertisements, so everybody should be in here, okay? And have a great day over there. Bye-bye, okay? I'll see you, and welcome Trang Thi Dương and anyone who new student today, welcome, and I'm happy to see all of you, okay? Bye-bye.